Mến chào tất cả quý vị đến với kênh Thầy Thắng Công Chức. Xin mời quý vị cùng chương trình khám phá nội dung sau đây. Quý vị thân mến, ông trùm quyền lực nhất Thanh Hóa bị bẻ. Cụ đi để lại vợ trẻ, kèm với ba đứa con gái và kho tiền khủng. Đường qua lộ thanh thang của dòng họ, cùng đồng nợ đã bị Tổng Bí thư Tô Lâm bao vây ở đất Bắc Kinh. Chỉ cần nhắc tới Nguyễn Đình Xứng, kèm theo chức danh Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, đã khiến cho quan to, quan nhỏ, nhiều tiền hay ít tiền cũng phải kính nể, khiếp sợ. Vì đơn giản thế lực đứng sau ông quá khủng và mạnh. Không chỉ lớp bảo vệ vững chắc ở Thanh Hóa, mà còn cả cấp thượng tầng cũng sổ đen cho ông. Tuy nhiên, trong tay có tiền lẫn thế lực, hậu thuẫn mạnh mẽ nhưng vẫn không thể thoát khỏi được lưới pháp luật và chiếc lò diệt tham nhũng của Tổng Trọng. Nguyễn Đình Xứng thật sự là người vừa có mưu lẫn trí, khi mà bàn tay đã nhúng đầy tràm từ lâu. Nhưng tới hôm nay, ông mới chính thức bị bắt thì cũng đã thấy rõ từng nắm quyền lực khủng như thế nào. Từ nay, cụ đã chính thức bị sổ khám. Điều này không bất ngờ lắm với dư luận, nhưng cụ đi mà để lại vợ trẻ cùng ba đứa con kèm hàng đống tài sản khổng lồ mới thật sự khiến giới quan sát chính trị quan tâm. Sau khi bị đoàn quân của tướng Tô Lâm bắt khẩn cấp tại nhà riêng, thì hàng loạt bí mật của động Thanh Hóa cũng bị bới tung. Có thể nói rằng, tướng Lâm đã cho bao vây tất cả, nhưng bắt được chọn ổ hay không là vấn đề lớn. Đặc biệt, khi có hàng loạt khối tài sản siêu khổng lồ ở động chính trị xứ Thanh hay không là câu hỏi mới đáng bận tâm cho dân chúng lúc này. Rồi đây, ông trùm nắm quyền lực cao nhất đất Thanh Hóa đã bị bắt. Vậy kế hoạch tiếp theo của tướng Lâm là gì mà được giới quan sát chính trị nhận định lại chấn động cả Kinh Bắc? Nếu quý vị khán giả có trùm thắc mắc, vậy hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Kính thưa quý vị, để đảm bảo sự thành công của các bản tin phát sóng, đội ngũ biên tập và sản xuất đã dành rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết. Mỗi chương trình được thực hiện đều là sự nỗ lực và nghiên cứu kỹ lưỡng để mang đến cho quý vị những thông tin chính xác nhất. Vì vậy, rất mong quý vị hãy dành ra vài giây để ủng hộ đội ngũ bằng cách bấm vào nút thích dưới video. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị tiếp tục khám phá nội dung. Những thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến dự án Hạc Thành Thao. Theo đó, liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Thao, địa chỉ tại Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Ngày 21 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, 3 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cụ thể, 3 bị can bao gồm ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Cù Đình Huyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Bùi Văn Nam, nguyên Phó trưởng phòng Kinh tế Tài chính thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Sai phạm của 3 bị can nói trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty Cổ phần Sòng Mã tại dự án Hạc Thành Thao, tăng diện tích dự án nhưng giảm tiền nộp ngân sách. Ngày 17 tháng 2 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản về việc chỉ đạo thanh tra tổng thể toàn diện về quy hoạch đất đai, trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng đối với 12 dự án sử dụng đất. Trong tổng số 12 dự án nói trên, có dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Thao được phê duyệt năm 2011 với diện tích 0,3 ha. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định có nhiều sai phạm dự án này và đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận và người dân tỉnh Thanh Hóa bởi sai phạm dự án Hạc Thành Thao đã gây ra thất thoát nhiều tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Nhiều cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo cấp sở mắc sai phạm. Dự án Hạc Thành Thao nằm ngay ngã tư đường Phan Chu Trinh và đường Hạc Thành, được xem là khu đất vàng tại Thanh Hóa. Công ty cổ phần Sòng Mã có trụ sở tại Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, chính là đơn vị được thực hiện giao dự án Hạc Thành Thao. Tiền thân là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Sòng Mã. Theo hồ sơ vụ án, năm 1993, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển giao quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho Công ty Kinh doanh Nhà Thanh Hóa quản lý và kinh doanh, với tổng diện tích hơn 7.400 m². Vị trí khu đất thuộc khu nhà ở số 1, số 2 và số 3 đường Phan Chu Trinh được xem là đất vàng ở Thanh Hóa. Đến năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá giao đất, khu tiền sử dụng đất tại số 3 Phan Chu Trinh cho Công ty Cổ phần Sòng Mã để triển khai dự án đầu tư, khai thác. Diện tích đất thu tiền sử dụng là 2.706 m², với số tiền sử dụng đất giao của cả khu mà Công ty Cổ phần Sòng Mã phải nộp cho ngân sách nhà nước là 56.826 tỷ đồng.
tương ứng 21 triệu đồng trên 1 mét vuông. Ngày 29 tháng 1 năm 2003, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định điều chỉnh diện tích và nâng diện tích đất của dự án Hạc Thành Thảo từ 2.706 m2 lên hơn 2.900 m2. Thời điểm này, ông Nguyễn Đình Sướng đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, được phân công phụ trách giá cả. Đến ngày 23 tháng 12 năm 2013, ông Nguyễn Đình Sướng ký quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của công ty cổ phần Song Mã tại dự án Hạc Thành Thảo với giá 21 triệu đồng trên 1 m2, tức giá này được định giá từ năm 2009. Dù tăng diện tích đất, nhưng số tiền sử dụng đất mà công ty cổ phần Song Mã phải nộp giảm từ hơn 56.836 tỷ đồng xuống 48 tỷ đồng. Cơ quan công an xác định việc phê duyệt quyết định trên đã gây ra thiệt hại trong ngân sách nhà nước số tiền hơn 55,8 tỷ đồng. Đáng nói, năm 2013, công ty cổ phần Song Mã mới hoàn tất điều chỉnh về mặt bằng quy hoạch và được giao bán đất thực địa vào năm 2014. Tuy nhiên, từ năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đồng ý cho công ty cổ phần Song Mã chuyển quyền sử dụng đất đối với khu đất xây dựng tòa nhà hỗn hợp 15 tầng Hạc Thành Thảo cho công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng. Liên quan đến dự án Hạc Thành Thảo, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án từ giữa năm 2022 để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong năm 2022 đến 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các ông bà Đinh Văn Cầm, nguyên giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, Nguyễn Bá Hùng, nguyên phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa. Thời điểm bị bắt là bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Như Xuân. Việc ký duyệt của ông Nguyễn Đình Sướng đã gây ra thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, tạo điều kiện cho công ty cổ phần Song Mã hưởng lợi không chính đáng. Những bất thường trong việc phê duyệt và chuyển giao quyền sử dụng đất với con số chênh lệch hàng chục tỷ đồng không chỉ khiến dư luận dậy sóng mà còn đặt ra nhiều dấu hỏi về trách nhiệm của các quan chức liên quan. Liệu những kẻ đứng đằng sau vụ việc này có phải chịu sự trừng phạt thích đáng trước pháp luật? Quý vị thân mến, vừa rồi là những phân tích của kênh. Nếu quý vị đồng ý với những phân tích trên của kênh, quý vị hãy để lại bình luận một dấu chấm sành điệu xuống bên dưới nhé. Thời gian vừa qua, chính trường Việt Nam đã trải qua nhiều biến động lớn, đặc biệt với việc nhiều lãnh đạo cấp cao trong Đảng và Chính phủ phải từ chức. Nổi bật trong số đó là nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người từng được coi là chủ tịch nước trẻ tuổi nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi nhận chức, ông Võ Văn Thưởng với năng lực và tư tưởng chính trị xuất sắc đã từng được nhân dân và chính phủ, đặc biệt là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt nhiều kỳ vọng. Ông còn được báo chí ưu ái gọi là hạt giống đỏ nhờ học vấn và con đường công tác khá giống với cố Tổng Bí thư và từng được kỳ vọng sẽ kế nhiệm, nắm giữ các vị trí quan trọng trong tương lai. Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng bất ngờ ngã ngựa chỉ sau 1 năm 1 tháng tại vị. Chiều ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã tổ chức một cuộc họp bất thường và ngay sau đó thông báo về việc cho phép ông Võ Văn Thưởng thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Lý do được cho là ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu. Thông cáo nhấn mạnh rằng những vi phạm và khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Mặc dù vậy, các vi phạm cụ thể của ông Thưởng chưa được công bố, nhưng có nhiều thông tin cho rằng ông có liên quan đến sai phạm ở tập đoàn Phúc Sơn, hiện đang bị điều tra bởi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ngoài ra, còn có tin đồn không chính thức về việc vợ ông, bà Phan Thị Thanh Tâm liên quan đến vụ án 4 nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines vận chuyển hơn 11 cân ma túy. Thậm chí, có thông tin cho rằng trong số 4 nữ tiếp viên này có một người tên viết tắt là VT Kiếu, được cho là cháu ruột của ông Võ Văn Thưởng. Cũng có đồn đoán cho rằng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn bảo vệ ông Thưởng nên mới để ông từ chức sớm. Vậy, sự thật đằng sau những thông tin này là gì? Liệu có hay không sự liên quan của vợ ông Võ Văn Thưởng đến đại án ma túy lớn nhất trong lịch sử? Nếu quý vị khán giả có chung thắc mắc, vậy hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Kính thưa quý vị, để đảm bảo sự thành công của các bản tin phát sóng, đội ngũ biên tập và sản xuất đã dành rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết. Mỗi chương trình được thực hiện đều là sự nỗ lực và nghiên cứu kỹ lưỡng để mang đến cho quý vị những thông tin chính xác nhất. Vì vậy, rất mong quý vị hãy dành ra vài giây để ủng hộ đội ngũ bằng cách bấm vào nút thích dưới video. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị tiếp tục khám phá nội dung. Trước đó, như báo Lao động đã đưa tin, ngày 16 tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy PC04 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục S4 Bộ Công an, Cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tiến hành soi chiếu và phát hiện nghi vấn trong vali của 4 nữ tiếp viên hàng không từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Qua kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ 11 cân ma túy tổng hợp được các đối tượng ngụy trang khéo léo trong các tuyết kem đánh răng và nước xúc miệng. Các đối tượng đã thuê tiếp viên hàng không vận chuyển số ma túy này từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không. Ngày 17 tháng 3, Truy cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21 tháng 3, các cơ quan chức năng đã họp để đánh giá toàn diện tài liệu và chứng cứ thu thập được. Theo đó, khi 4 nữ tiếp viên hàng không này đang lưu trú tại Pháp, họ đã được nhờ chuyển về Việt Nam 327 tuyếp kem đánh răng và 17 chai nước xúc miệng. Tuy nhiên, trong số 327 tuyếp kem đánh răng này, có 157 tuyếp đã bị các đối tượng cất giấu ma túy mà các tiếp viên hàng không hoàn toàn không biết. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với 4 nữ tiếp viên. Đến ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho họ do họ bị lợi dụng trong vụ việc vận chuyển ma túy. Cơ quan công an sau đó đã mở rộng điều tra và khởi tố 543 người. Ban đầu chứng minh các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền lên đến hơn 25.000 tỷ đồng. Thông tin này được Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 28 vào sáng ngày 27 tháng 3. Chỉ tính riêng vụ án liên quan đến 4 tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy tổng hợp từ châu Âu về thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá hơn 180 đường dây, khởi tố 543 bị can, thu giữ hơn 212 kg ma túy các loại, 10 khẩu súng và bắt tạm giam nhiều đối tượng với các tội danh như vận chuyển trái phép, mua bán trái phép, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Qua báo cáo này của Thiếu tướng Mai Hoàng, có thể thấy rằng không có sự liên đới nào giữa 4 nữ tiếp viên và các hoạt động buôn bán ma túy lớn và gần như đã quét sạch đường dây buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không. Điều này thể hiện sự kiên quyết của Đảng và Nhà nước trong việc triệt phá các đường dây buôn bán ma túy để bảo vệ thế hệ trẻ của Việt Nam khỏi những hiểm họa của ma túy. Tại hội nghị sơ kết tháng hành động phòng chống ma túy và công tác chuyển hóa xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết hoạt động của tội phạm ma túy trong 6 tháng đầu năm 2024 diễn biến rất phức tạp. Nguồn ma túy vào thành phố chủ yếu từ vùng Tam Giác Vàng qua Campuchia và Lào, sau đó buôn lậu qua các tỉnh giáp biên giới vào Việt Nam. Ngoài ra, ma túy còn được vận chuyển từ các khu vực Tây Nam, Đông Bắc về thành phố bằng đường bộ, đường sắt và từ các nước châu Âu, châu Mỹ bằng đường hàng không, thông qua các hình thức như quà biếu, chuyển phát nhanh hoặc hàng xách tay. Tội phạm còn lợi dụng những người làm dịch vụ giao hàng, du học sinh, tiếp viên hàng không qua sân bay Tân Sơn Nhất. Liệu việc triệt phá thành công chuyên án VN10 có đủ sức ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi và quy mô lớn, hay chỉ là bước đầu trong cuộc chiến đầy cam go với tội phạm ma túy xuyên quốc gia? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé. Liên quan đến chuyên án VN10 và vụ án các tiếp viên hàng không bị lợi dụng để vận chuyển ma túy qua đường hàng không, các đối tượng đã thừa nhận trước khi bị bắt đã mua bán chót lọt 138 cân ma túy với tổng số tiền hơn 22.000 tỷ đồng. Tính đến hiện tại, cơ quan điều tra đã thu giữ trong đường dây này hơn 165 kg ma túy, 10 khẩu súng và nhiều loại hung khí khác, biến đây thành vụ triệt phá đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử ở Việt Nam. Thiếu tướng Mai Hoàng cho biết, dự kiến có hơn 500 bị can trong chuyên án và mục tiêu cuối cùng là khởi tố những kẻ trong đường dây tại Pháp và thu giữ tối đa số tiền từ hoạt động buôn bán ma túy. Hiện nay, tội phạm ma túy sử dụng không gian mạng rất tinh vi và phức tạp, số lượng mua bán cực kỳ lớn, giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Với chuyên án này, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng cách làm mới, huy động toàn bộ đội phòng chống cướp giật của Phòng Cảnh sát Hình sự tham gia truy xét và thiết lập hồ sơ, sử dụng công nghệ mới để lần ra toàn bộ mạng lưới. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nhận định rằng, chưa bao giờ lực lượng chức năng thu giữ được lượng ma túy lớn và phát hiện tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy phức tạp như hiện nay. Ông nhấn mạnh rằng, các lực lượng cần hợp tác chặt chẽ để giải quyết vấn đề từ gốc rễ và triệt phá nguồn cung, không để Việt Nam trở thành điểm trung chuyển ma túy của thế giới. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa lực lượng công an và hải quan trong thời gian qua để ngăn chặn tội phạm ma túy. Ông yêu cầu các lực lượng cần tăng cường phối hợp hơn nữa, không để xảy ra khoảng trống trong pháp luật và trong phối hợp tác chiến. Các giải pháp cần được triển khai đồng bộ, huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cấp để đạt hiệu quả tối đa. Do tính chất cực kỳ nhạy cảm của vụ án này, việc cung cấp thông tin phải hết sức cẩn trọng. Nếu thông tin bị đưa sai sự thật hoặc quá sớm, các đối tượng có thể bỏ trốn hoặc tìm cách đối phó với cơ quan chức năng.
Vì vậy, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã quán triệt các đơn vị liên quan trong việc cung cấp thông tin cho báo chí, đặc biệt là đối với những vụ án lớn và nhạy cảm. Các cán bộ đưa thông tin sai sự thật sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc. Theo thông tin chính thức, vụ án này vẫn chưa có bất kỳ liên quan nào đến vợ của ông Võ Văn Thưởng và hiện tại cũng chưa có thông tin chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến vụ việc này. Có một số luận điệu cho rằng quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh là không đúng quy định. Đi kèm với đó là hàng loạt thông tin mang tính suy diễn, võ đoán nhằm kích động hoài nghi và gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng nếu có tài liệu chứng minh 4 nữ tiếp viên phạm tội thì dù họ có nhân thân và lý lịch như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Pháp luật luôn công bằng, nghiêm minh và bình đẳng. Thời gian qua, ngay cả những người từng là ủy viên Trung ương Đảng hay nguyên ủy viên Trung ương Đảng cũng đã bị xử lý hình sự. Vì vậy, không có bàn tay nào có thể che trời hay dung túng cho sai phạm của bất kỳ ai, kể cả các nữ tiếp viên hàng không. Nếu nhìn lại vụ việc của 4 nữ tiếp viên, chúng ta có thể thấy có nhiều điểm tương đồng với các vụ án nóng trước đây như vụ nữ sinh giao gà, vụ án Gateway hay vụ án nữ sinh bị xâm hại khi đi học quân sự, bất chấp việc các cơ quan tố tụng đang tập trung xử lý. Xác minh làm rõ bản chất vụ án, các đối tượng xấu lại lợi dụng tình hình để rêu rao những luận điệu sai trái nhằm câu view, câu like và chống phá chính quyền. Thực tế đã chứng minh rằng những phán đoán của các điều tra viên, kiểm sát viên tự phong hay thẩm phán dân chủ không những không giúp đưa sự thật ra ánh sáng mà còn gây nhiễu loạn thông tin và tình hình. Do đó, khi tiếp nhận và tìm hiểu thông tin, quý vị cần phải thật tỉnh táo để tránh bị lôi kéo bởi những thành phần chống phá nhà nước nhằm lan truyền những thông tin không chính xác và gây hoang mang trong xã hội. Không tổ chức nào đủ sức lãnh đạo nhân dân Việt Nam ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. Xét cho cùng, những chiêu trò lợi dụng vụ án để xuyên tạc, chống phá chỉ nhằm mục đích gây mất ổn định và tạo ra sự hoài nghi trong lòng dân. Chính những kẻ tung tin giả mạo lại là những người đẩy đất nước vào tình trạng rối ren, chia rẽ. Chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi, liệu có thể chấp nhận được việc để những kẻ này tự do hoành hành, gây rối loạn trật tự xã hội? Quý vị thân mến, vừa rồi là những phân tích của kênh. Nếu quý vị đồng ý với những phân tích trên của kênh, quý vị hãy để lại bình luận một dấu chấm sành điệu xuống bên dưới nhé. Cuộc bầu cử Tổng thống thứ 47 của Mỹ thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Người dân quan tâm không chỉ bởi Mỹ là cường quốc số 1 thế giới, mà còn bởi sự trở lại chính trường của ngài cựu Tổng thống Donald Trump. Chính vì điều này mà dạo gần đây, nhiều người dân Việt đặt ra câu hỏi, liệu Việt Nam có như Mỹ? Liệu những vị quan chức từng bị miễn nhiệm và tự nguyện xin về làm người tử tế có thể quay lại chính trường được hay không? Trong khi đó, thời gian gần đây, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gây chú ý khi thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện quan trọng. Đặc biệt, ông còn hai lần cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự sự kiện đặc biệt. Nhiều đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ trở lại sau nhiều năm ở ẩn. Vậy sự thật là như thế nào? Ông Dũng có còn có cơ hội quay lại, cống hiến và liệu ông Dũng thực sự quay lại thì đây sẽ là phúc hay họa cho Việt Nam? Nếu quý vị khán giả có chung thắc mắc, vậy hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Kính thưa quý vị, để đảm bảo sự thành công của các bản tin phát sóng, đội ngũ biên tập và sản xuất đã dành rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết. Mỗi chương trình được thực hiện đều là sự nỗ lực và nghiên cứu kỹ lưỡng để mang đến cho quý vị những thông tin chính xác nhất. Vì vậy, rất mong quý vị hãy dành ra vài giây để ủng hộ đội ngũ bằng cách bấm vào nút thích dưới video. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị tiếp tục khám phá nội dung. Vừa rồi, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xuất hiện trong rất nhiều sự kiện quan trọng. Trong đó có 3 sự kiện nổi bật, chính là 1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị gặp mặt của đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đại biểu dự hội nghị đã dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo tình hình đất nước từ đầu năm 2024 đến nay, các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, đồng chí nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, tập trung vào hai vấn đề lớn, thực hiện những công việc đột xuất, bất ngờ và giải quyết các công việc thường xuyên theo kế hoạch đã đề ra. Sau khi tổ chức chu đáo lễ quốc tang cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trước hết là chức danh Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng, nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo thường xuyên của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và phát triển đất nước, chăm lo cuộc sống tốt đẹp của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội lần thứ 13 của Đảng, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đối với công việc thường xuyên, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề phát sinh so với kế hoạch, nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu mà Đại hội 13 đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng đã tiến hành ra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đánh giá kết quả đạt được, xác định rõ những mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu để tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục hậu quả trong thời gian tới. Sau khi nghe báo cáo tình hình các mặt của đất nước, các đồng chí, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương quan tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển đất nước. 2. Khánh thành đền thờ các anh hùng liệt sĩ rừng xác Cần Thơ. Ngày 27 tháng 7 năm 2024, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ đã tổ chức lễ khánh thành đền thờ anh hùng liệt sĩ rừng xác Cần Thơ tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Dự lễ có ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình đền thờ anh hùng liệt sĩ rừng xác Cần Thơ được khởi công xây dựng vào ngày 28 tháng 12 năm 2023 trên khu đất rộng 20.663,223m², cao 6,9m. Kích thước tượng là 2m x 2,43m, tượng đài chiến sĩ đặc công rừng xác, bếp, nhà vệ sinh diện tích 178m², hàng rào, cổng chính chiều rộng 133,8m, chiều cao 10m, cổng phụ tận dụng cổng có sẵn, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật khác. Sau gần 8 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Đây là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày huyện Duyên Hải, Cần Giờ sáp nhập vào thành phố Hồ Chí Minh, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm, ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh. 3. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho tặng danh hiệu cho Công an thành phố Hồ Chí Minh. Lần gần đây nhất, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện đó là vào dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu cho Công an thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, sáng ngày 17 tháng 8 năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình kỷ niệm 55 năm Công an Nhân dân thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969 đến 2024 và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dự và chủ trì chương trình. Cùng dự còn có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Trong chương trình, các đại biểu đã xem phim tài liệu Giữ Trọn Lời Thề, kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an, điều hành nghi lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp gắn huân chương và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bằng tình cảm cá nhân đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong việc thực hiện di chúc của Bác Hồ. Đồng thời, ông cũng chúc mừng 79 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, cũng như chúc mừng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có những cống hiến, đóng góp đặc biệt xuất sắc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ngừng phát triển, củng cố vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng Đông Nam Bộ. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hiện nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu, bứt phá, tăng tốc để sớm về đích, thực hiện thành công nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cùng với đó là tích cực chuẩn bị những công việc cần thiết để tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 trong bối cảnh thách thức đan xen thuận lợi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi để lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cùng với đó, cần chuẩn bị tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Công an Trung ương cần gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết, kiên trì công tác phòng chống tham nhũng, gắn liền với tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, đẩy mạnh cải cách, hành chính, tăng cường công khai, minh bạch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trở lại. Có thể thấy rằng trong 3 lần xuất hiện gần đây, lần đầu là khánh thành đền thờ các anh hùng liệt sĩ rừng xác Cần Giờ. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã tham gia chiến đấu và là thương binh 2/4, nên việc xuất hiện không có gì là đặc biệt. Lần thứ hai là việc gặp nguyên lãnh đạo sau khi ông Tô Lâm mới nhận chức, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Cũng bình thường bởi ông Nguyễn Tấn Dũng là một trong những lãnh đạo cao nhất còn sống. Lần thứ ba mới nhất, khả năng cao là do ông Dũng từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ hay là Bộ Công an, nên cũng được mời vì đây là một buổi lễ quan trọng của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Với sự xuất hiện trong thời gian gần đây, đặc biệt là bên cạnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hai lần, nhiều người đồn đoán rằng ông Dũng sẽ trở lại chính trường. Tuy nhiên, theo như phân tích của chúng tôi, điều này không thể xảy ra. Trong quá khứ, chưa từng có trường hợp nào đã về hưu nhiều năm rồi vẫn có thể trở lại với chính trường. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Theo chúng tôi, lý do ông Dũng xuất hiện có thể là vì ông Tô Lâm mới nhậm chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước nên cần sự ủng hộ của các nguyên lão để có được sự đồng lòng từ trên xuống dưới. Đương nhiên, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người có uy tín nhất ở miền Tây, miền Nam, dù ông đã về hưu khá lâu, nên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm muốn có được sự ủng hộ của ông Tấn Dũng để tạo được sự đoàn kết, cũng như được sự tin tưởng nhiều hơn. Chính vì thế, trong những cuộc gặp mặt gần đây giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, có thể thấy cử chỉ rất thân mật, cho thấy cả hai vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp từ trước đến nay. Còn về chuyện ông Dũng trở lại chính trường chắc chắn 100% là không. Tuy nhiên với tư cách là một nguyên lão, ông vẫn có thể đưa ra những đóng góp, lời khuyên cho các lãnh đạo hiện nay. Quý vị thân mến, các cụ hưu hay ví cuộc đời cống hiến khép lại như một cú hạ cánh an toàn. Các quan tham sau chuyến bay vơ vét luôn lo ngay ngáy khi bị bán đứng. Đương nhiên cũng mong hạ cánh an toàn là thoát tư duy nhiệm kỳ, tầm nhìn không quá túi tiền, biến một số công bộc trở thành những con mọt đục khoét. Dạo này, toàn dân vỗ tay với khái niệm rất mới đang được cả hệ thống chính trị và nhân dân thực thi, đó là hạ cánh không an toàn. Đừng tưởng sinh hoạt tổ hưu mà rung đùi. Vài năm trở lại đây, cụm từ hạ cánh không an toàn được sử dụng nhiều trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, khi rất nhiều cán bộ bị xử lý hình sự sau khi đã nghỉ công tác. Và ông Nguyễn Tấn Dũng là một ví dụ điển hình. Vi phạm của ông Dũng từ thời còn làm thủ tướng được nhiều người đánh giá là rất nghiêm trọng.
Mặc dù chưa có bằng chứng nào tố cáo ông trực tiếp nhận tiền tham nhũng, nhưng những vụ án tham nhũng gây chấn động dư luận như vụ Đinh La Thăng, AVG dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng quản lý được cho là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát số tiền cực kỳ lớn cho nhà nước. Nếu như ở thời điểm hiện tại, chắc chắn ông Dũng sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Được Quốc hội bầu lên vị trí Thủ tướng Chính phủ từ ngày 24 tháng 6 năm 2006, sau khi Thủ tướng tiền nhiệm Phan Văn Khải quyết định về hưu năm 2006. Sau đó, ông Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử vào ngày 25 tháng 7 năm 2011. Ông là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam thuộc thế hệ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 và cũng là một trong những thủ tướng trẻ tuổi nhất khi nhậm chức ở tuổi 56. Ông cũng là thủ tướng đầu tiên của Việt Nam từng bị khởi kiện. Thông tin cụ thể như thế nào? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé! Hồ sơ Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng đầu tiên bị khởi kiện và dính bê bối về vấn đề kinh tế. Một trong những sự kiện đáng chú ý trong nhiệm kỳ của ông là khủng hoảng kinh tế năm 2008. Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009, khi lạm phát cả năm của Việt Nam lên cao nhất khu vực với mức 25%, Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thông qua gói kích cầu trị giá tổng cộng 8 tỷ đô la, tương đương 143.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền này không đến đúng các mục đích như đã được thông báo và không có khu vực kinh tế nào ở Việt Nam tỏ ra khởi sắc sau gói kích cầu. Ngoài thị trường chứng khoán, gói kích cầu này còn nâng mức thâm hụt ngân sách lên đến 8% so với 5% của năm 2008. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, gói kích cầu của chính phủ đã có tác dụng tốt và kinh tế Việt Nam quý 4 năm 2009 được đánh giá là hồi phục và tăng tốc. Tuy nhiên, sang năm 2010, gói kích cầu đã bộc lộ nhược điểm, dẫn đến bộ chi ngân sách đến mức báo động, dự trữ ngoại hối quá thấp và bất ổn kinh tế vĩ mô. Điều này dẫn tới lạm phát tăng cao và các chính sách thắt chặt tiền tệ, do đó gây khó khăn kinh tế. IMF và World Bank đã đề nghị Việt Nam thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô. Hai thất bại lớn trong quản lý kinh tế là việc phá giá tiền tệ. Trong vòng 14 tháng, tính từ ngày 13 tháng 2 năm 2011, Việt Nam đã phá giá đồng tiền 4 lần. Lần gần nhất, Việt Nam đồng bị phá giá 9,3%. Nhiệm kỳ đầu dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam lâm vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng, chứa đựng nhiều rủi ro suy thoái. Mặc dù chịu tác động bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, kinh tế các nước trong khu vực không lâm vào tình trạng bất ổn như Việt Nam. Thủ tướng bị đặt câu hỏi về khả năng quản lý kinh tế, về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trước khi Thủ tướng Dũng nhậm chức ở nhiệm kỳ đầu tiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng dần, đạt 7,08% năm 2002, 7,34% năm 2003, 7,79% năm 2004 và 8,44% năm 2005. Tuy nhiên, sau khi Thủ tướng Dũng nhậm chức, tăng trưởng GDP giảm, năm 2007 đạt 8,2%, năm 2008 đạt 6,31%, năm 2009 đạt 5,32%, năm 2010 tăng lên 6,78%, nhưng đến năm 2011 chỉ còn 5,89%. Lạm phát tăng cao do các chính sách vĩ mô sai lầm, trong khi đời sống nhân dân khó khăn hơn. Mức thu nhập trong giai đoạn 2008 đến 2012 tăng bình quân 9,3%, nhưng khi lạm phát lên đến hơn 40%, mức thu nhập thực tế đã thấp hơn giai đoạn 2002 đến 2004. Ông cho ra nghị quyết 11 NCP thắt chặt tiền tệ, kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, nhưng gây ra nhiều vấn đề tác dụng phụ cho nền kinh tế, khiến hàng loạt doanh nghiệp phá sản và ngân hàng rơi vào khủng hoảng. Ngày 20 tháng 10 năm 2012, trước Quốc hội, ông Dũng xin lỗi về những yếu kém, khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 13, ông đã thừa nhận các sai lầm trong quản lý kinh tế dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng của nền kinh tế Việt Nam. Với bê bối Mobifone mua AVG, chiều ngày 18 tháng 12 năm 2019, tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, đã diễn ra phiên xét xử vụ án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Bị cáo Nguyễn Bắc Son, người được cho là chủ mưu của vụ án này, được khai trước tòa rằng ông không phải kẻ chủ mưu cầm đầu thương vụ AVG, mà mọi thứ đều có sự phê duyệt và làm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thời điểm đó. Đây là thời kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng nắm quyền lãnh đạo cao nhất của Chính phủ. Về việc bị khởi kiện, ngày 11 tháng 6 năm 2009,
ông Củ Huy Hà Vũ đã gửi đơn kiện Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc ký quyết định khai thác quặng bauxit ở Tây Nguyên. Ông Vũ cho rằng ông Dũng đã vi phạm pháp luật Việt Nam khi ra quyết định về dự án này, trong đó có luật bảo vệ môi trường và luật bảo vệ di sản văn hóa. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã bác đơn kiện này. Về bê bối kinh tế, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Trọng Vĩnh đã phê bình rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không có năng lực quản lý xã hội và kinh tế, dẫn đến kinh tế suy thoái và thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của nhân dân. Ngày 18 tháng 9 năm 2015, ba ông Lưu Văn Sủng, Đỗ Thế Tùng và Nguyễn Đình Kháng đồng ký đơn gửi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu kiểm điểm, kỷ luật và kiên quyết không để ông Nguyễn Tấn Dũng lọt vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Họ cho rằng ông Dũng tiếp sức cho các thế lực thù địch vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc, phá hoại tình đoàn kết hữu nghị và kích động đối đầu Việt-Trung. Mặc dù đã có nhiều chỉ trích và cáo buộc, ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bộ máy chính trị cho đến khi rời nhiệm chức. Những sai lầm trong việc điều hành kinh tế của ông đã để lại hậu quả sâu sắc cho nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là về nợ công và thâm hụt ngân sách. Câu hỏi đặt ra là liệu những sai lầm này có thể được nhìn nhận như là bài học để các nhà lãnh đạo sau này tránh lặp lại? Quý vị thân mến, vừa rồi là những phân tích của kênh. Nếu quý vị đồng ý với những phân tích trên của kênh, quý vị hãy để lại bình luận một dấu chấm sành điệu xuống bên dưới nhé. Kênh Thầy Thắng Công Chức xin chúc quý vị luôn có sức khỏe dồi dào và năng lượng tích cực để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Thay mặt đội ngũ kênh Thầy Thắng Công Chức, từ tận đáy lòng, ban biên tập chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi chúng tôi mỗi ngày nhé. Bây giờ mời quý vị xem thêm những video hay nhất của kênh Thầy Thắng Công Chức đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video lần sau.